Chiều ngày 13 tháng 10, mưa lớn khiến hơn 30 tuyến đường tại thành phố Huế và nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu. Hàng trăm người dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thấp trũng đến nơi ở an toàn. Thị xã Hương Thủy di dời khẩn cấp đến nơi ở an toàn cho 7 hộ dân vùng thấp trũng bị ngập sâu tại các phường Thủy Châu, Thủy Phương và Phú Bài, các huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà tổ chức di dời khẩn cấp hơn 100 người dân từ vùng thấp trũng lên khu vực cao ráo để hạn chế thiệt hại do mưa lớn. Do mưa lớn cộng với địa hình dốc, nước chảy xiết đã gây sạt trượt tại km 95, km 96 trên tuyến quốc lộ 49B qua xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc. Tại hiện trường, khối lượng đất đá khá lớn đã tràn ra mặt đường, nước chảy xiết ngập sâu 0,2 đến 0,4 mét gây ách tắc giao thông. Chiều cùng ngày, đường tránh quốc lộ 1A qua thành phố Huế thuộc địa bàn thị xã Hương Thủy, một số đoạn bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai lực lượng phân luồng và hướng dẫn phương tiện lưu thông trên cung đường này.